chứng kiến Jorginho đá hỏng phạt đền và Italia phải đá thêm Playoff World Cup 2022. Mario Balotelli đang ngỏ ý xin Roberto Mancini trao cho anh cơ hội trở lại đội tuyển. Phát biểu trên OCW Sport, Balotelli cho biết: "Tôi cảm thấy mình đang có phong độ cao và sẵn sàng trở lại đội tuyển. Đó là giấc mơ đối với tôi. Tôi sẽ đi bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ nếu như được gọi trở lại vào tháng 3 tới. Tôi có mối quan hệ tốt với Mancini. Thời gian gần đây, tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy chỉ cần cho tôi biết là ông ấy muốn gì khi tôi trở lại đội tuyển. Tôi sẽ làm tất cả vì điều đó." Super Mario đang hồi sinh phong độ kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Adana Demirspor. Tiền đạo 31 tuổi đã có được 5 bàn thắng sau 13 trận tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Brendan Rodgers đã tỏ ra bực mình khi một phóng viên hỏi ông về công việc tại Manchester United, đồng thời tuyên bố các liên kết với Man United thời điểm này chỉ dừng lại ở mức tin đồn. "Có hai điều tôi cần phải nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất là bạn thật thiếu tôn trọng khi đặt câu hỏi về một huấn luyện viên vẫn còn đang tại vị và chăm chỉ ở câu lạc bộ này. Thứ hai, tôi thật sự không thể bình luận về điều này bởi đó là những thông tin không chính xác. Tôi ở đây với tư cách là huấn luyện viên của Leicester City. Tôi tự hào khi được làm việc ở đây và hoàn toàn cam kết với cầu thủ, câu lạc bộ cũng như các ông chủ. Những tin đồn là thứ mà chúng tôi không thể nào kiểm soát." Steven Gerrard xác nhận cấm cầu thủ Aston Villa dùng nước sốt cà chua trong các bữa ăn. Trong cuộc họp báo, Gerrard cho biết: "Chúng bị cấm khi tôi nhìn thấy chúng. Các cầu thủ cần có tâm lý tốt. Trên tất cả, họ cần phải có dấu hiệu cải thiện mình và trở nên giỏi hơn." Vào ngày 20 tháng 11, Steven Gerrard sẽ có trận ra mắt Aston Villa khi tiếp đón Brighton tại vòng 12 Premier League. Sau trận đấu với Brighton, Aston Villa sẽ trải qua lịch thi đấu rất nặng. Đội bóng của Gerrard sẽ đụng độ với Crystal Palace vào ngày 27 tháng 11, Manchester City ngày 1 tháng 12, Leicester City ngày 4 tháng 12 và Liverpool vào ngày 11 tháng 12. Barcelona đang cân nhắc bán Frankie de Jong ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm gây quỹ cho tân huấn luyện viên Xavi chi một tân binh. Tiền vệ người Hà Lan gia nhập Barcelona vào năm 2019 với mức giá 75 triệu euro và đã có hơn 100 trận đấu từ đó đến nay. Barca sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ 90 triệu euro trở lên. Hai câu lạc bộ dành sự quan tâm nhiều nhất cho Frankie de Jong vào lúc này là Juventus và Manchester City. Đáng chú ý, Xavi rất thích de Jong, nhưng ông phải hy sinh tiền vệ này nếu muốn cải tổ đội hình Barca một cách triệt để. Hiện tại, Barca đang thiếu hụt nhân sự ở một loạt vị trí, đặc biệt là hàng hậu vệ và tiền đạo. Tất nhiên, ban lãnh đạo Barcelona sẽ trao toàn quyền quyết định cho Xavi. Nếu như Xavi giữ de Jong ở lại, ông buộc phải chấp nhận việc không có tiền mua sắm cầu thủ mới. Thông thường, sau khi lĩnh thẻ đỏ, cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu ở trận tiếp theo. Tuy nhiên, Antoine Griezmann đã bị UEFA phạt nặng hơn sau khi gặp thẻ đỏ ở trận Liverpool vào hôm 20 tháng 10. Trong thông báo gửi đến Atletico Madrid, UEFA cho biết Griezmann bị treo giò 2 trận và sẽ không thể thi đấu trong cuộc đọ sức với AC Milan vào ngày 24 tháng 11. Trước đó, tiền đạo người Pháp cũng đã bị cấm ở trận gặp Liverpool vào hôm 4 tháng 11. Theo Marca, Atletico Madrid không hài lòng với án phạt nặng của UEFA. Do UEFA thông báo muộn nên nhà đương kim vô địch La Liga sẽ gấp rút làm đơn kháng cáo vì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra trận đấu với AC Milan. Do mắc lỗi nghiêm trọng trong trận đấu giữa Argentina và Brazil nên trọng tài chính Andres Cunha và trợ lý đã bị Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đình chỉ vô thời hạn. Tình huống được Ủy ban trọng tài CONMEBOL đưa ra xem xét trong trận đấu này diễn ra ở phút 34. Otamendi đã vung cùi chỏ vào mặt của Rafinha trong khi đang tranh chấp bóng. Ngôi sao chạy cánh của Brazil đã bị chảy máu miệng, nhưng trọng tài Andres Cunha và tổ VAR đã làm ngơ. Sau tình huống va chạm này, Otamendi cũng không bị nhắc nhở và cũng không phải chịu bất kỳ án phạt nào. Trong khi đó, người đứng đầu tổ VAR Esteban Ostojic cũng không thông báo cho trọng tài chính xem lại tình huống. Theo Marca, Rafinha đã phải khâu 5 mũi sau khi trận đấu kết thúc.